Lẩu là món ăn yêu thích của nhiều người, nhất là vào những ngày trời se lạnh của mùa đông. Vì thế, các mô hình quán lẩu là cơ hội kinh doanh tốt trên thị trường. Nắm bắt được xu hướng này, chị Thanh ở Thủ Đức đã tìm đến Nespe để học bí quyết nấu món lẩu đỏ và lẩu sữa. Lẩu đỏ, hay còn gọi là lẩu tứ xuyên, Trung Hoa, có màu đỏ của ớt, rất thích hợp khi ăn với các loại hải sản, với màu sắc, hương vị thơm, cay, rất hấp dẫn khi ăn với mì hoặc hủ tiếu. Lẩu sữa còn có tên khác là lẩu trường thọ, có màu trắng như sữa. Lẩu sữa là món lẩu đẳng cấp của người Trung Hoa, rất thích hợp khi ăn với các loại thịt bò, thịt heo và nấm các loại. Chị Thanh đã được thầy là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bếp Hoa của Nespe tận tình hướng dẫn cách sơ chế các nguyên liệu cũng như thành phần tỷ lệ gia vị để nước lẩu đạt độ thơm ngon, chuẩn vị Trung Hoa truyền thống. Thì mở dài mở quán bằng Thanh ở Thủ Đức rồi với hai món lẩu tứ xuyên rồi một cái lẩu nữa là lẩu trường thọ. Lẩu đỏ thì đặc trưng nó phải cay nhưng mà về Việt Nam mình các bạn đừng có cho cay quá nhiều, bạn ăn không được. Trên bàn mình có sa tế thì bạn nào muốn ăn cay thì mình thêm vô. Rồi sau buổi học hôm nay thì chúc cho em Thanh về rồi sẽ làm được thành công trong kinh doanh. Không chỉ học công thức, bí quyết nấu lẩu mà chị còn được thầy chỉ thêm cách làm nước sốt chấm kèm các nguyên liệu nhúng lẩu. Nấm đông cô kết hợp với tỷ lệ gia vị Hoa chuẩn xác sẽ là bí quyết để tạo nên sốt nấm thơm ngon và đẳng cấp. Bên cạnh đó, chị Thanh còn được thầy hướng dẫn nơi cung cấp nguyên liệu, cách bảo quản, lưu trữ nước lẩu, tính giá thành phù hợp với địa điểm kinh doanh của chị. Mình Thanh ạ, mình ở Thủ Đức lên đây ạ. Mình thấy là cũng rất hài lòng mà cũng vui nữa. Thầy thì dễ thương, nói chuyện tỉ mỉ để cho mình nhận thức và biết được á. Mình thấy nó lên màu thì rất chi là đẹp mắt, nhìn thấy cũng hài lòng với mình đó. Chúng tôi tin rằng với những gì chị Thanh được thầy truyền đạt, chị sẽ tự tin khi kinh doanh mô hình quán lẩu với hai món lẩu ngon và đẳng cấp, góp phần đưa ẩm thực Trung Hoa đến với thực khách tại Thủ Đức.